từ đội khảo sát số 2 của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay đội khảo sát số 2 chúng tôi có chuyến khảo sát đi đến xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để khảo sát thiết kế một ngôi nhà vườn mái Thái cho cô Bích Anh Sơn. Thì qua tìm hiểu thông tin của công ty chúng tôi thì anh Sơn có nhờ công ty chúng tôi đến nhà anh để thiết kế một ngôi nhà vườn mái Thái hiện đại. Thì sau đây mời các bạn xem cung đường đi đến nhà anh và cũng như là cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi tại nhà anh. Xin chào các bạn, thì chúng tôi là đội khảo sát số 2 của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay chúng tôi có chuyến đi khảo sát thiết kế nhà vườn mái Thái hiện đại cho anh Sơn, cô Bích tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì mời các bạn xem cung đường đi đến nhà anh. Thì chúng tôi đang đi cung đường trên đường cao tốc đi đến nhà của anh Sơn. À, tiếp theo mời các bạn xem cái quá trình mà khảo sát của công ty chúng tôi tại nhà anh. Dạ rồi, hiện tại thì mình sẽ xây dựng một ngôi nhà vườn mái Thái hiện đại. Thì mình sẽ xây dựng trong theo cái khuôn viên màu xanh dương này. Thì diện tích của mình là dự tính là khoảng 140 m². Hướng thì mặt tiền mình sẽ qua đây là 255 độ Tây. Em đo theo cái phong thủy anh thì theo hướng Tây. Thì khi mà về thì nếu mà bạn phong thủy bạn xem á cái hướng này hợp á thì mình sẽ làm theo cái hướng này, còn nếu mà không hợp thì bạn phong thủy sẽ tư vấn cụ thể cho mình thêm ạ. Thì hiện tại mình cứ coi như là mình xây dựng theo hướng này anh nhỉ. Về phòng ốc thì mình sẽ gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, trong đó có hai phòng ngủ là có nhà vệ sinh khép kín, một phòng bếp và phòng ăn chung. Và mình sẽ có một nhà vệ sinh chung, nhưng mà nhà vệ sinh thì sẽ tách riêng làm hai phòng nhỏ trong đó. Và phía trước sảnh nhà mình thì mình sẽ làm một cái sảnh nhỏ để mình bố trí bàn, mình ngồi uống nước, đúng không ạ? Về cái bể phốt thì mình sẽ đặt vị trí ngoài nhà ha, chắc là có thể là mình đặt phía sau này được không anh ạ? Vị trí bể phốt ạ. Đúng rồi, nó đặt phía sau. Vâng, phía sau này ạ. Vâng. Về điện và nước thì mình chắc mình lấy khoảng phía trước nhà đúng không anh? Phía sau chứ, phía sau đây. Điện nước sạch. Điện nước sạch. Điện nước sạch thì phải đằng trước. Vâng. Thì hiện tại coi như bên em sẽ bố trí phía trước này nhà, còn khi mà thi công cụ thể cái nguồn như thế nào á thì mình dẫn về phía trước này mình bắt vào nhà thôi ạ. Rồi, okay. Dạ vâng. Thì trong quá trình mà thiết kế thì các bạn kiến trúc sẽ liên hệ với gia đình mình, thì có vấn đề gì thì anh cứ trao đổi trực tiếp với bạn kiến trúc anh ạ. Cứ vào qua cái số Zalo này của mình là được.